Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh youtube báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Bảo mẫu mày ấm hoa hồng thừa nhận hành hạ để trẻ sợ không quấy. Chiều ngày 5 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin ban đầu về vụ việc hành hạ người khác xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng, đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của báo chí về sự việc hành hạ người khác xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng, trong sáng ngày 4 tháng 9, Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 12, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị, ban ngành liên quan khẩn trương xác minh, điều tra xử lý. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, mái ấm hoa hồng đang nuôi dưỡng 86 trẻ em, vượt qua số lượng được cấp phép là 47 trẻ, gồm 15 trẻ sơ sinh, 36 trẻ từ 1 đến 2 tuổi, 31 trẻ từ 3 đến 5 tuổi đang học tại trường mầm non Sắc Bông ở đường Quán Trè, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. 3 trẻ từ 6 đến 12 tuổi và một trẻ đang điều trị bệnh tại bệnh viện. Công an đã làm việc với chủ cơ sở là bà Giáp Thị Sông Hương, 50 tuổi, quê tại Bắc Giang, ngụ tại quận Gò Vấp và tất cả các nhân viên đang làm việc tại mái ấm Hoa Hồng, đồng thời thu giữ một số tài liệu, vật chứng liên quan. Qua điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 xác định năm nhân viên, tức bảo mẫu, có hành vi hành hạ trẻ em. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chỉ có hai bảo mẫu có mặt là Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, 46 tuổi, quê Đồng Nai, và TMN, 61 tuổi, quê Cà Mau. Còn ba bảo mẫu không có mặt là NTQ, 41 tuổi, quê Tiền Giang, DTKL, 46 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh và DNT, 47 tuổi, quê Sóc Trăng. Qua làm việc, bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm thừa nhận trong quá trình chăm sóc trẻ đã nhiều lần dùng tay đánh vào cơ thể các bé. Việc này nhằm làm các bé sợ, không quấy phá. Công an quận 12 phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân quận 12 thực nghiệm hiện trường. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đủ yếu tố cấu thành tội hành hạ người khác nên ra quyết định tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Tổ công tác của công an quận 12 cùng phòng cảnh sát hình sự đang phối hợp cùng công an các tỉnh đưa ba bảo mẫu còn lại về trụ sở để làm việc. Công an quận 12 đang mở rộng điều tra vụ hành hạ trẻ em và các hành vi khác xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng. Còn theo công an thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn trẻ ở mái ấm Hoa Hồng đã được đưa đến những nơi đảm bảo điều kiện nuôi dưỡng tốt. Cụ thể 32 trẻ được đưa đến Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Tam Bình, 36 trẻ vào làng Thiếu Niên Thủ Đức, 15 trẻ vào làng Trẻ Em Gò Vấp, hai trẻ được gia đình tiếp nhận và một trẻ đang điều trị tại bệnh viện. Diễn biến mới nhất vụ bạo hành trẻ em thu giấy phép mái ấm hoa hồng Sáng ngày 5 tháng 9, Công an đã tạm giữ chủ mái ấm hoa hồng, giáp thị sông Hương và một số bảo mẫu để làm rõ về hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời thu hồi giấy phép cơ sở này. Cụ thể, trong diễn biến mới nhất, Ủy ban nhân dân quận 12 chỉ đạo Phòng Lao động và Thương binh Xã hội, Ủy ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây và các đơn vị liên quan ban hành quyết định đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động, chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan làm rõ trách nhiệm trong công tác thẩm định, cấp phép hoạt động và giám sát hoạt động của mái ấm Hoa Hồng mái ấm hoa hồng là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí, được phòng lao động và thương binh xã hội quận 12 cấp giấy phép hoạt động số 917 GPHD ngày 7 tháng 7 năm 2023. Người đại diện pháp luật là bà Giáp Thị Sông Hương. Mái ấm này có chức năng nhiệm vụ là trợ giúp và nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, bị bỏ rơi, mồ côi, sống lang thang, số lượng không quá 39 em. Tại thời điểm kiểm tra ngày 4 tháng 9, cơ quan chức năng ghi nhận tại mái ấm có 15 nhân viên làm việc và có 85 trẻ em. Cùng ngày, các cơ quan chức năng quận 12 phối hợp cùng các đơn vị liên quan di chuyển 85 trẻ tại đây sang cơ sở bảo trợ xã hội công lập để đảm bảo điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và sẽ tiếp tục xác minh nhân thân cha mẹ để có hướng xử lý tiếp theo. Vietnamnet sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc ở các bản tin tiếp theo. Bà chủ mái ấm hoa hồng giáp thị sông Hương khai gì? Chính quyền quận 12 vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về vụ việc hành hạ trẻ em xảy ra tại mái ấm hoa hồng, đồng thời cho biết có kế hoạch di chuyển các bé đến trung tâm bảo trợ xã hội. Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 9 phối hợp cùng các cơ quan chức năng mời bà Giáp Thị Sông Hương, 50 tuổi, quê Bắc Giang, chủ cơ sở mái ấm hoa hồng cùng một số bảo mẫu lên làm việc. Ngoài ra, còn một số bảo mẫu khác liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em nhưng không có mặt tại mái ấm Hoa Hồng khi cơ quan chức năng đến kiểm tra vào sáng nay. Hiện Công an quận 12 đang truy xét tiến hành mời làm việc đối với những người này. Cơ quan chức năng đang kiểm tra toàn diện đối với mái ấm Hoa Hồng, bước đầu xác định tại đây có 86 trẻ. Theo khai báo của những người liên quan, phần lớn trẻ tại mái ấm bị bỏ rơi, mẹ sinh ra nhưng không có điều kiện nuôi nấng nên mái ấm nhận vào. Ngoài ra nhiều trẻ có cha mẹ là công nhân, người lao động tại khu vực xung quanh gửi cho mái ấm sáng đưa đến và chiều đón về. Hiện Ủy ban nhân dân quận 12 đã có báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về mái ấm Hoa Hồng cũng như sự việc bạo hành trẻ em xảy ra nơi đây mà báo chí phản ánh. Cơ quan chức năng quận 12 đang tiếp tục làm rõ về nhân thân, lai lịch của các bé tại cơ sở này. Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ đưa các bé đến Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Tam Bình, quốc lộ 1A, phường Bình Triệu, thành phố Thủ Đức để tiếp tục chăm sóc và sẽ xem xét có hướng xử lý sau. Một nguồn tin cho hay, trong buổi làm việc với cơ quan công an, bà Giáp Thị Sông Hương, Tường Trình luôn cố gắng đảm bảo điều kiện tốt nhất trong việc nuôi dạy trẻ tại mái ấm. Việc các bảo mẫu bạo hành trẻ là hành động bộc phát, mất kiểm soát trong lúc chăm sóc. Bà Hương không biết và mái ấm không chủ trương những hành vi như vậy. Tuy nhiên, đây mới là lời khai từ phía người đại diện cơ sở này. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ, còn một số bảo mẫu khi làm việc với cơ quan chức năng đã thừa nhận hành vi bạo hành trẻ em như báo chí phản ánh. Như đã thông tin, trong ngày 4 tháng 9, báo chí phản ánh hoạt động nuôi dạy trẻ mồ côi tại mái ấm hoa hồng như địa ngục trần gian. Theo đó, các bảo mẫu đã có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ em tại đây. Cụ thể, trong lúc chăm sóc trẻ, các bảo mẫu thường xuyên dùng một tay sách người, ném lật úp lên nệm, đánh vào tay chân. Thậm chí, bảo mẫu còn ngồi lên người trẻ sơ sinh, vân vân. Theo tìm hiểu, bà Giáp Thị Sông Hương, kinh doanh khách sạn Hoa Hồng, Vài năm gần đây, tại địa điểm này, có thêm mái ấm hoa hồng được giới thiệu là nuôi trẻ bỏ rơi, nuôi mẹ bầu cơ nhỡ, nuôi người già cô đơn không nơi nương tựa, nuôi học sinh sinh viên có thai ngoài ý muốn. Mái ấm hoa hồng có các hoạt động kêu gọi từ thiện, tạo lập một số kênh YouTube, Facebook đang công khai số tài khoản cá nhân để kêu gọi. Tuy nhiên, từ trước đến nay, đã có những thông tin lùm xùm trên mạng xã hội về các hoạt động của mái ấm hoa hồng như nguồn gốc của một số trẻ sơ sinh, có hành vi đánh trẻ em, Đến ngày 4 tháng 9, sau khi báo chí có phản ánh chi tiết về bảo hành trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng, Công an quận 12 đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc để xác minh, thu thập chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 4 tháng 9, lực lượng chức năng gồm các cán bộ thuộc Sở Lao động Thương minh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 12 và Viện Kiểm sát Nhân dân quận 12 đến mái ấm Hoa Hồng, đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 để xác minh làm rõ về việc nhiều trẻ em bị bảo hành. Theo ghi nhận của phóng viên Vietnamnet, lực lượng chức năng đã có mặt lấy lời khai những người liên quan, cũng như xác minh giấy tờ, hồ sơ pháp lý của cơ sở này. Bên ngoài, nhiều người dân, nhà hào tâm đến trước cơ sở để theo dõi vụ việc. Chị Nguyễn Thị Thúy, 32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp cho biết, cái đây mấy tháng, chị vừa ghé thăm mai ấm hoa hồng, có mua bánh và sữa cho các con. Sáng nay đọc báo, tôi không kìm được xúc động, xen lẫn bức xúc, không tin nổi vào mắt mình khi thấy những hình ảnh các bé còn nhỏ xíu bị bạo hành như vậy. Chị Thúy nói, chị Quy Chi, người dân ngụ huyện Hóc Môn, không kìm nước mắt, nói rất xót so xa về hành động của bảo mẫu. Nghe tin tôi tức tốc chạy xe đến cơ sở để xem lực lượng chức năng có động thái vào cuộc điều tra hay chưa, có biện pháp gì để bảo vệ các bé ở đây. Chị Chi bức xúc. Hàng tháng, chị Chi cùng người thân chia phiên nhau mang tã, sữa và các vật dụng cần thiết đến cho các cháu. Tại cơ sở, quà bánh sẽ được tiếp nhận bên dưới, sau đó các nhà hào tâm được lên trên phòng để thăm trẻ. Các bé ở đây dễ thương lắm, đứa trẻ nào cũng đáng yêu, không ngờ cuộc sống ở mái ấm này chúng bị đánh đập, hành hạ tàn nhẫn như vậy." Người này nói thêm, "Sống cạnh mái ấm Hoa Hồng, ông Triệu Phong, 50 tuổi cho biết, cơ sở hoạt động rất kín nên ông không hay biết về việc trẻ em bị bạo hành cho đến khi thấy trên báo. Tôi đọc báo mà còn không tin chuyện này xảy ra ở mái ấm ngay cạnh nhà mình. Các cô giáo ai trông cũng hiền lành dễ mến, không nghĩ lại có người ra tay tàn độc như vậy với các cháu." Ông Phong cho hay Mai ấm hoa hồng kiêm mai ấm hoa hồng khách sạn cùng do bà Giáp Thị Sông Hương làm chủ. Nơi đây được cho là nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ em mồ côi. Ngoài ra được giới thiệu là địa điểm cư mang mẹ bầu có hoàn cảnh khó khăn. Người già không nơi nương tựa. Theo phản ánh, hoạt động nuôi dạy trẻ mồ côi tại mái ấm hoa hồng như địa ngục trần gian, hành vi diễn ra theo ghi nhận là do bảo mẫu tên Tuyền thực hiện. Cụ thể, bà Tuyền đã có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ em tại đây. Sau khi chấp nhận thông tin, Công an quận 12 đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tạm giữ bà Giáp Thị Sông Hương và một số bảo mẫu của mái ấm hoa hồng Ngày 5 tháng 9, nguồn thông tin cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 phối hợp cùng công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ bà Giáp Thị Sông Hương, 50 tuổi, quê Bắc Giang, ngụ quận Gò Vấp, là đại diện pháp luật của mái ấm hoa hồng ở đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Ngoài ra, công an cũng tạm giữ một số bảo mẫu của mái ấm hoa hồng, trong đó có bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, 46 tuổi, để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em mà báo chí phản ánh trong thời gian gần đây. Công an đang truy xét bảo mẫu tên Tuyền vì có vai trò liên quan. Bên cạnh đó, công an thu thập chứng cứ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại mái ấm hoa hồng vì nghi vấn có hoạt động lừa đảo, trục lợi từ thiện. Như đã thông tin, ngày 4 tháng 9, báo chí phản ánh hoạt động nuôi dạy trẻ mồ côi tại mái ấm hoa hồng như địa ngục trần gian. Theo đó, các bảo mẫu đã có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man các trẻ em tại đây. Cụ thể, trong lúc chăm sóc trẻ, các bảo mẫu thường xuyên dùng một tay sách người, nếm lật úp lên nệm, đánh vào tay chân. Thậm chí, bảo mẫu còn ngồi lên người trẻ sơ sinh, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp, có bé bị đánh đến chảy máu miệng. Theo tìm hiểu, bà Giáp Thị Sông Hương kinh doanh khách sạn Hoa Hồng. Vài năm gần đây, tại địa điểm này có thêm mái ấm Hoa Hồng được giới thiệu là nuôi trẻ bỏ rơi, nuôi mẹ bầu cơ nhỡ, nuôi người già cô đơn không nơi nương tượng, nuôi học sinh, sinh viên có thai ngoài ý muốn. Mái ấm Hoa Hồng có các hoạt động kêu gọi từ thiện, tạo lập một số kênh YouTube, Facebook, đăng công khai số tài khoản cá nhân để kêu gọi. Tuy nhiên, từ trước đến nay đã có những thông tin lùm xùm trên mạng xã hội về các hoạt động của mái ấm Hoa Hồng, nhưng nguồn gốc của một số trẻ sơ sinh có hành vi đánh trẻ em. Đến hôm nay, sau khi báo chí có phản ánh chi tiết về bạo hành trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng, công an quận 12 đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.